Học thầy Park, huấn luyện viên Kim Sang-sik đổi chiêu với tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik có đợt tập trung kéo dài khoảng 2 tuần, giống như những gì mà người tiền nhiệm Park Hang-seo thường làm. VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định buộc đợt FIFA Day tháng 11 để dồn lực cho tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cuối cùng trong năm chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Được biết, chính huấn luyện viên Kim Sang-sik là người đề xuất kế hoạch này với VFF. Theo đó, tuyển Việt Nam tập trung với quỹ thời gian dài hơn so với các lần trước, trong đó trọng tâm là đợt tập huấn, thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 11 và tập luyện cho tới khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2024, trận ra quân gặp Lào ngày 9 tháng 12. Như vậy, so với 3 đợt tập trung tuyển Việt Nam trước đây, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 chủ yếu chỉ kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày trước khi bước vào giải đấu. Lần này Quang Hải và các đồng đội luyện công trong thời gian dài tới hơn 2 tuần. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng nếu cứ tiếp tục tập trung ngắn ngày, tuyển Việt Nam khó có thể nâng cấp được sức mạnh. Lý do bởi với thời gian ngắn như vậy, các cầu thủ thậm chí còn khó thích nghi với đội tuyển, với lối chơi cũng như triết lý của ông thầy người Hàn Quốc. Đặc biệt, thời gian qua huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều thử nghiệm, triệu tập các gương mặt trẻ và mới lên tuyển Việt Nam. Vì thế, với quỹ thời gian chuẩn bị chưa tới 1 tuần là không đủ để hoàn thiện lối chơi, bổ khung lực lượng. Sự thay đổi kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ đến từ những thành công của tuyển Việt Nam dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo. Trong gần 5 năm cầm quân, thầy Park luôn xây dựng kế hoạch tập luyện cho các đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia với quỹ thời gian tương đối dài. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ thấm nhuần triết lý mà còn gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Có thể thấy, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang làm tất cả để giúp tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2024 với mục tiêu vô địch. Ở các trận giao hữu vừa qua, những chiến binh sao vàng để lại nhiều nỗi lo khi lối chơi mờ nhạt, tinh thần xuống thấp. Lãnh đạo VFF cũng thừa nhận tuyển Việt Nam cần phải sớm khắc phục hạn chế về thể lực, khả năng dứt điểm, tinh thần thi đấu. Những vấn đề này hy vọng được huấn luyện viên Kim Sang-sik giải quyết trong đợt tập huấn kéo dài nhất kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam, khi sự kiên nhẫn đến giới hạn, tuyển Việt Nam để Ấn Độ cầm hòa không còn khiến người hâm mộ buồn phiền như trước, phải chăng sự kiên nhẫn dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đến giới hạn? Tuyển Việt Nam tiếp tục nhạt nhòa. Hơn 2 năm trước, tuyển Việt Nam từng gặp Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế, còn có Singapore tham dự, được tổ chức trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thềm AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam khi ấy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng giòn 3-0 đội bóng Nam Á một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không còn được lặp lại ở cuộc gặp giữa hai đội trên sân Thiên Trường tối ngày 12 tháng 10. Kết quả không quá nặng nề bởi chỉ là giao hữu. Vấn đề lớn nhất nằm chuyện tuyển Việt Nam chơi ra sao trước đối thủ đang đứng thấp hơn khá xa trên bảng xếp hạng FIFA. Và đáng buồn, người hâm mộ không nhìn thấy sự khởi sắc nào quá lớn trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Bất chấp vẫn còn đó cả 7 đến 8 cầu thủ đứng trong đội hình từng thắng Ấn Độ 2 năm về trước. Không chỉ là buồn, trận hòa 1-1 tại sân Thiên Trường còn mang đến cảm giác thất vọng rất lớn khi hàng loạt ngôi sao bạc tỷ bị chân sút trẻ vĩ hào làm cho lu mờ. Dù mới đôi lần có tên trong danh sách tuyển Việt Nam, khi sự kiên nhẫn đến giới hạn, trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam nhận kết quả cũng như có màn trình diễn rất đáng thất vọng. Dù vậy, điều đó ít được các cầu thủ thứ 12 mổ xẻ, thay vào đó sự quan tâm dành cho Văn Quyết, người quyết định chia tay đội tuyển quốc gia sau trận đấu với Ấn Độ. Và nếu như trước đây, các thuyền trưởng dễ chịu sức ép lớn từ người hâm mộ, một khi tuyển Việt Nam không thắng thì nay, dù huấn luyện viên Kim Sang-sik cầm quân mới thắng 1, hòa 1 và thua 3, mọi người cũng chẳng cho thấy sự sốt ruột. Đã giao hữu với Ấn Độ, sân Thiên Trường nhận số lượng khán giả nhỉnh hơn khi tuyển Việt Nam đá tại Mỹ Đình hồi tháng 9. Nhưng để coi là chảo lửa như danh xưng bấy lâu thì chưa. Những gì đang nhìn thấy chưa thể khẳng định người hâm mộ quay lưng với tuyển Việt Nam. Nhưng một điều chắc chắn lúc này, niềm tin đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thực sự không thể thấp hơn được nữa. Khát vọng, tình chiến đấu của tuyển Việt Nam đang là điều rất xa xỉ khiến người hâm mộ nản lòng, dẫn tới niềm tin cạn kiệt chứ chẳng riêng vì thất bại hay lối chơi chưa khởi sắc dưới thời ông Kim Sang-sik. Vậy nên, giờ là lúc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần thay đổi nếu không muốn nhận thất bại ở AFF Cup 2024 vốn đang đến rất gần. Tầm nhìn mơ hồ, đội tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu phấn đấu vào top 8 châu Á và giành quyền dự World Cup dựa trên chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhưng trước khi nghĩ đến tham vọng ấy, chúng ta cần giải quyết câu chuyện tụt lùi so với các đối thủ ở Đông Nam Á, tụt dốc không phanh. Tháng 10 năm 2023 là khởi đầu cho bước thụt lùi của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trừ 2 chiến thắng vất vả trước Philippines cùng một kết quả hòa trước Ấn Độ, đội tuyển bóng đá Việt Nam thua cả 13 trận còn lại trong năm qua. Trước khi trải qua chuỗi trận yếu kém, đội tuyển bóng đá Việt Nam đứng hạng 95 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tính ở mốc tháng 9 năm ngoái. Sau 1 năm, đội nhà tụt 24 bậc, đứng hạng 119 thế giới tính ở mốc tháng 10 năm nay.
Tại thời điểm huấn luyện viên HRV Chelsea ra đi, đội tuyển bóng đá Việt Nam đứng hạng 115 thế giới. Người thay thế ông là chiến lược gia Kim Sang-sik cũng không giúp thay đổi cục diện. Thậm chí, đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik còn tụt thêm 4 bậc khi thất bại trước Iraq, Nga, Thái Lan cho đến trận hòa như thua trước Ấn Độ mới đây. Trong bối cảnh đội tuyển bóng đá Việt Nam tụt hạng sâu nhất trong 7 năm trở lại đây, thì Indonesia và Thái Lan lại tiến bộ vượt bậc. Sau một năm, Thái Lan từ hạng 112 lên hạng 96 thế giới, hơn Việt Nam tới 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, khoảng cách lớn chưa từng thấy giữa Thái Lan và Việt Nam trong hơn 10 năm trở lại đây. Indonesia vốn dĩ đứng hạng 150 thế giới cách đây một năm. Nhưng sau bước tiến vượt bậc thời gian qua, đội bóng xứ vạn đảo tăng tới 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tự làm yếu chính mình. Thái Lan và Indonesia vốn là hai đối thủ cạnh tranh chức vô địch trực tiếp với Việt Nam tại AFF Cup 2024. Nhìn đối thủ mạnh lên đáng kể trong thời gian qua, cơ hội để mơ về ngôi vương Đông Nam Á với đội tuyển bóng đá Việt Nam hiển nhiên hẹp lại. Vấn đề đáng ngại hơn, đội tuyển của chúng ta tự yếu đi so với chính mình một năm về trước. Chuyện đội nhà tụt tới 24 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cần nhìn ở góc độ hai chiều. Một là trình độ huấn luyện viên và hai là năng lực, phong độ, tinh thần của cầu thủ. Rõ ràng có thể thấy vấn đề trong cách cầm quân của ông Chelsea hay hạn chế đến từ huấn luyện viên Kim Sang-sik. Họ là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những kết quả yếu kém của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua. Ở chiều ngược lại, dù có né tránh ra sao đi chăng nữa cũng phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam đang xuống phong độ. Quế Ngọc Hải gặp dấu hiệu tuổi tác trông thấy khi liên tiếp mắc sai lầm trong trận gặp Ấn Độ. Nguyễn Hoàng Đức thiếu sáng tạo ở tuyến giữa. Nguyễn Công Phượng mất 2 năm sự nghiệp khi thất bại ở môi trường nước ngoài. Trong khi đó, Đỗ Hùng Dũng cũng không còn giữ được hình ảnh bùng nổ ở giai đoạn cách đây vài năm. Trong bối cảnh những cựu binh của huấn luyện viên Park Hang-seo đồng loạt xuống phong độ, các cầu thủ trẻ lại không đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách ở đội tuyển. Ngoài Vĩ Hào cho thấy được sức bật, một loạt cầu thủ như Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc, Minh Trọng đều không tiến bộ trong thời gian trở lại đây. Bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện giờ cũng không cho thấy nhiều niềm tin. Chuyện một số tuyển thủ quốc gia xuống chơi bóng ở giải hạng nhất như Hoàng Đức, Văn Lâm, Công Phượng càng khiến nền bóng đá bị chững lại, thậm chí kéo tụt đà phát triển trên nhiều phương diện ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Không một nền bóng đá nào có thể bứt phá nếu dựa vào nội lực yếu ớt ở giải hạng dưới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang tự cài số lùi, còn bóng đá Indonesia và Thái Lan đang bứt phá mạnh mẽ. Giấc mơ trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á của bóng đá nước nhà khá mơ hồ, thế thì tầm nhìn hướng đến các giải đấu châu lục và dự tranh World Cup liệu có là thực tiễn? Nhận định Hà Nội FC, Công an Hà Nội, lời nhắn nhủ của Văn Quyết. Trước trận đấu giữa Hà Nội FC với câu lạc bộ Công an Hà Nội, Văn Quyết đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm, đồng thời hy vọng trận đấu sẽ diễn ra công bằng, trung thực. Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu giao hữu V-League 2024-2025, sẽ trở lại bằng các trận đấu muộn của vòng 4, trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc so tài của Hà Nội FC với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây không đơn thuần chỉ là trận derby thủ đô mà còn là trận đấu để hai đội bóng dùng chung sân hàng để khẳng định sức mạnh, chứng minh năng lực và tham vọng đua vô địch của mình ở mùa giải 2024-2025. Chia sẻ với truyền thông trước trận Hà Nội FC vs câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền đạo Văn Quyết cho biết: "Tôi mong trận đấu diễn ra trung thực. Đội bóng nào quyết tâm hơn, có tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng." Nếu đánh giá về mặt nhân sự, Hà Nội FC và Công an Hà Nội đều là những đội bóng có chất lượng đội hình mạnh. Nhưng nếu xét riêng về ngoại binh, đội bóng ngành Công an đang có dàn cầu thủ ngoài tốt hơn so với đối thủ. Những ngoại binh của Công an Hà Nội đưa về ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 đều đang chơi tốt. Trong khi đó, những bản hợp đồng ngoại binh bom tấn của Hà Nội FC vẫn chưa đóng góp được nhiều vào thành công chung của đội. Tuy nhiên, Hà Nội FC lại có dàn đội binh hiểu ý nhau, chơi bóng cùng nhau nhiều năm, sự gắn kết được đánh giá cao hơn. Mặt khác, Hà Nội FC đang sở hữu Văn Quyết, cầu thủ nổi mà theo giới chuyên môn có phong độ cao, ổn định trong suốt 10 năm qua. Nếu như Văn Quyết tiếp tục chơi tốt và ghi bàn, cầu thủ sinh năm 1991 sẽ vượt qua Công Vinh để trở thành chân sút nổi tốt nhất lịch sử V-League. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào Văn Quyết cũng sẽ là điểm yếu của Hà Nội FC. Nếu như câu lạc bộ Công an Hà Nội phong tỏa được đội trưởng bên phía Hà Nội FC như cách thể Công Việt Theo đã làm, đội bóng của Bầu Hiền chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trong trận đấu có tính chất rất quan trọng như thế này, nhiều khả năng huấn luyện viên hai đội sẽ chọn lối chơi thực dụng. Do đó, cũng không ngoại trừ khả năng màn thư hùng này sẽ bất phân thắng bại. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra vào lúc 19h15 phút tối nay, ngày 19 tháng 10. Huấn luyện viên Manu Bonking tuyên bố sẵn sàng đánh bại câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Manu Bonking hét lời các người tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và cho biết câu lạc bộ Công an Hà Nội đã lên kế hoạch phong tỏa chân sút của câu lạc bộ Hà Nội. Trước trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 4 lượt PBNK V-League 2024-2025, huấn luyện viên Manu Bonking tỏ ra rất hào hứng và tự tin đội bóng của ông sẽ có kết quả tốt. Những trận derby luôn rất khó khăn.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Câu lạc bộ Hà Nội đều là những tập thể xuất sắc và đã quá hiểu nhau. Cả hai sở hữu dàn tuyển thủ rất chất lượng, đều là những tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi không quan tâm đến kết quả của quá khứ mà tập trung vào trận đấu trước mắt. Câu lạc bộ Hà Nội có chút khác biệt so với mùa giải trước. Họ sở hữu dàn nội binh rất tốt nhưng đã thay hết ngoại binh. Vì vậy, cách tiếp cận của Câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu tới có thể sẽ rất khác. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Ban huấn luyện của Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã phân tích các trận đấu của Câu lạc bộ Hà Nội. Chúng tôi có kế hoạch và sẽ giành 3 điểm. Chiến lược gia người Brazil đã khen ngợi tài năng của Văn Quyết. Với tôi, Văn Quyết là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Tôi đã chứng kiến cậu ấy chơi bóng ở các giải đấu khác nhau. Nó là một cầu thủ nguy hiểm, có tư duy chơi bóng rất thông minh và sáng tạo. Văn Quyết thể hiện khả năng di chuyển không bóng ấn tượng, chọn vị trí thông minh để ghi bàn và kiến tạo. Tôi hiểu sự nguy hiểm của cậu ấy và đã biết cách để giảm thiểu sự nguy hiểm. Không dễ để loại bỏ Văn Quyết khỏi trận đấu nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để giảm sức ảnh hưởng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 7 với 4 điểm sau 3 vòng đấu tại lượt PBNK V-League 1 2024-25. Ngay phía sau Câu lạc bộ Hà Nội,